Đây cái phần mà gần lab đấy các bạn, tùy cái tài khoản nha, tài khoản này của khoa thì chúng ta sẽ làm click vô cái gì rồi nhỉ, thì chọn MySQL đúng không, chọn MySQL là tôi chọn dùng Office Lab nè, nó sẽ mở ra cái trang này, cho tôi click nút Complete thì nó mở ra trang này, rồi click nút Play là nó sẽ load cái phần lab thực hành lên đấy các bạn. Còn phần video thì chúng ta hãy tham khảo thử xem sao nhé. Đây, chúng ta click nút Low nè. Low là nó sẽ mở cái bài thực hành ra. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây. Đây là cái phần Office Lab này. Đây là cái eQuery, tức là cái tài liệu. Tài liệu này thì các bạn cứ mở ra xem. Còn cái evaluation này sau này tôi sẽ vào tôi đánh giá nhé. Để mà các bạn sẽ có thể thi đấy. Exam pending, lúc nào đánh giá xong thì nó sẽ gửi cái code về. Rồi chúng ta có thể tham gia bài thi. Thi mà đậu thì nó sẽ có cái certificate ở trong đây và nó sẽ có cái điểm rèn luyện yêu cầu chúng ta phải đạt được trong vòng 3 năm là 120 điểm để mà có thể gia hạn. Cái next version eQuery này thì có lẽ là khi nó ra phiên bản mà CH version 13, có lẽ là 13 đấy các bạn, thì nó sẽ cho chúng ta xem ha. Còn đây là cái sách nữa nè các bạn. Sách này thì các bạn hãy xem, nó mở cho đây ha. Chắc là cứ vô tìm hiểu là biết thôi. Open Book, tức là nó mở ra cái trang để mà chúng ta sẽ đọc cái tài liệu trên. Ngoài ra thì nó có mấy cái mở rộng một số phần video. Nhưng mà video của các khóa học khác hay sao đấy các bạn. Thì ban quản trị sẽ cung cấp những cái video của học của mình nha. Nếu như ai không có thì chúng ta sẽ tham khảo trên hệ thống private của chúng ta. Đây là sách nha các bạn, sách này nó sẽ đọc online thôi, nó không cho đọc offline đâu. Đây cái lab này các bạn thấy thế chưa? Đó, mô hình lab nha. Rất là đẹp. Con này con Kali, chắc Kali mới ha, nó sẽ có phần intrusion. Các bạn cần thì cứ mở này trong cái cửa sổ mới nha. Cửa sổ mới. Lab thì có 6. Đây mình chơi bài lab gì mà nó hiển thị ra nhìn rất là lạ nha. Đấy, các bạn xem thì cứ mở tìm cái lab khác cho nó thích hợp với hệ thống của mình. Hồi nãy có lẽ tôi mở cái Challenger gì đấy các bạn, cái tài khoản này nó nhiều quyền lợi và nhiều cái dữ liệu quá, ngay cả tôi cũng chưa được xài cái này bao giờ đấy các bạn. Cái tài khoản này nếu như mà mua hiện nay là rất là mắc, phải hai mươi mấy triệu á, chứ không phải 20 triệu đâu, hai mấy triệu luôn. Nó có quá nhiều đồ chơi nhìn mình choáng luôn. Ví dụ các bạn click vô cái module 2 hình như có Open Book là mở sách, còn Low Lab là cái này là chạy lab. Còn phía trên này là như là cái thi đấu gì đấy. Mấy cái đó thì tạm thời chúng ta từ từ xử lý, cái đó nó có thời hạn cho chúng ta cả năm luôn đấy các bạn. Dù chúng ta mở low lab thì nó ra gì ha. Đó, thì nó ra cái lab 02 nhá. Còn phần video thì mò thêm đó nào. Nó nhiều đồ chơi quá nên chúng ta cũng phải mò bập thôi. Đây là sách ha. Sách rất là đẹp. Sách này các bạn có thể cài trên điện thoại nhá, hoặc là trên máy tính. Cái app là Vi Tân Sụt hay sao đấy, chúng ta log vào bằng cái tài khoản của mình và nhớ nhập cái mail vào, là đã sẽ được. Ta mở lab ra, giờ đây là cái lab này các bạn đúng không, đúng là lab của nó này. Nhưng mà tài khoản này nó sẽ có thêm thêm cái mấy cái challenger nữa mà cái tài khoản Island không có như các bạn. Cái này nó là Eli, Eli nó dữ hơn rất là nhiều. CH Eli nhé các bạn, Eli khác CH standard. Nhưng mà hình như phần video không có. Quay trở lại xem. MySQL. Đây, cái lab mình đang mở này các bạn. Các bạn thì copy lại phần nội dung hướng dẫn lab á. Video thì tôi thấy chỉ này thôi. Còn này chắc là sang năm là các bạn thể xem được. Cái tài khoản này hình như là sách nó cho chúng ta xem tới 2 năm lận. Còn cái này là cái hướng dẫn để mà thi nè. Ồ, rất là hay nhé. Cái này nó bán cũng trăm mấy chục đô, 200 đô đấy các bạn. Còn cái này là hình như 500 đô này. Cái này tôi cũng chưa biết xài thế nào nha. Cái này chắc là thi lại nè. Rớt là thi lại free ha. Nhưng mà ráng thi đậu lần đầu đi. Thi lui tới nhiều mệt. Đúng không, mọi người? Thì trong cái này chúng ta thấy có gì không? Cua toàn trả tiền không hả? À, hôm nay beginner free nè các bạn. Đó, mấy cái cua này như nó cho mình free nè.
nhưng mà của CH nếu không có thì mình sẽ log in khu vực private xem sau nhé. Tôi sẽ add tài khoản của bạn vào khu vực private để các bạn xem lần lượt các bài tập và tôi sẽ giám sát trên đó. Mình có quyền giám sát nha các bạn, không phải chỉ hãng thôi mà tôi là tổ chức lớp. Lớp tôi tổ chức là được credit trên hệ thống của toàn thế giới đấy các bạn, và mình sẽ có cái quyền giám sát đó. Nó có EHE này cũng hay lắm nè các bạn, này những khoa học mình có thể xem thêm á, thì nó xem để bổ sung thêm cho kiến thức. Còn cái nội dung của CH version 12 thì có lẽ là nó không có đưa trong đây, nó không đưa trong cái code red này. Cái này là của code red, code red này nó có cái hay và thú vị riêng nha. Thì cái phần không có thì mình sẽ xem trên Zoom khu vực private của mình. Đó là còn cái Global Challenger rồi Engage mấy cái này từ từ nghiên cứu à, tôi chưa nắm hết nó là cái gì nữa, quá nhiều thứ, rất là nhiều. Subrep, Practical, Retest, Retest là thi lại đấy. Tài khoản này là quá VIP rồi, rất VIP.